Bây giờ đâu này nó có tí chứ điểm mí nhuột nhịn ra món các bãi tốt xe. Chào mừng bạn tới cái kem mi hàng giữa ốc sồi nha. Hay dọ nhà ở này lúc kia đi đi. Mình sẽ mở dọ hay cái câu từ ra nó cái câu từ này đó. Mình sẽ mở dọ ra. Cái hố gì đó, cái hố gì đó để làm cái tệ từ đó. Mình chuẩn bị cái tệ từ chứ là cái bả nasty này đó. Là một cái nữa, một cái nữa chứ lại cái hàng là dỗ nha này nữa. Mình sẽ chuẩn bị đề xả vô đó. Đề tên tôi sẽ xem mấy cái đề nè. Để các cái từ cho nó dễ chút xí. Mười sẽ mấy cái đèn. Mười sẽ cái đèn này nó mấy ô vậy ra. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Hả nè bờ gió, hả nè ô gió. Mình sẽ xếp cái đèn và mình sẽ chọn ra cái đèn này mỗi đâm hơn từ rồi thì mình sẽ chết là mình dỗ cái đèn đó bà sau rồi thì mình sẽ bỏ cái thời gian của tiện này ra vô đó có bé nè. Tôi xem mà bà chi hãy mấy cái này thôi kệ nó đi. Mình trả cho tao mấy cái này. Chắc là mười đặt dọ cái này nè. Các bạn không cả mười hỗ trợ cái bả này đó. Ba trăm ba chip sẽ cắt ta ra ba ô. Sao rồi? Thằng hít đá này nó xuất hiện cái đá này nhiều chứ. Còn hai hít thế là mặt trời. Cái chỗ này như chắc là nó lấy gì hai hứa dư vô chứ. Từ này nó không ra cái từ nửa cuối chiều mưa nhiệt tới. 1, 2, 3
Nó còn một chân cát nữa chứ. Có nó màu còn một chân cát nữa chứ. Hết hơi vui với chứ. Chắc là vui với Hiệp vui lắm. Có là chị nó của chị là có nó màu chân cát. Mày sẽ cho ra mấy này. Bỏ mẹ mấy cái đấy kìa. Cái này nó xuất hiện đây pin bị á ở
video này đã kết thúc rồi đây đó. Video này hồi giữa nó có hạ không? Nó 10 giờ.